Xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn. Nay test thử quay đêm của Pocket 3. Mình đang đứng ở ngoài rất là tối. Đây là cái ánh đèn xe rồi. Ánh đèn xe máy. Âm thanh thì thu âm trực tiếp ở trên con Pocket 3 nha. Đây là màu mặc định của máy này. Đó. ISO thì mình để auto từ 50 cho đến 3200. Rồi, bây giờ mình sẽ thử D-Lock nha. Còn đây là màu D-Lock này. Đó. Mình mua bản đơn cho nên là không có mic nha. Mình đang setup ở 4K 30 frame. EV cộng 0.3. Đương nhiên là ánh đèn xe nó chiếu vào thì sẽ đẹp hơn này. Rồi, bây giờ đi quay đêm cùng mình luôn nha. Mình sẽ soi đây nha. Hôm qua mình vừa vắt đây rồi. Đó, đừng ít này. Ây da, các bạn có cảnh nóng này, có cảnh nóng luôn này. Nè. Các bạn nhìn thấy chưa? Thấy hai con này đang làm gì chưa? Hai con cua. Đó. Đang làm gì đó? Con này nó đang quan hệ này, trời ơi, nó không rời nhau luôn, trời ơi, lần đầu tiên thấy cái cảnh này đó các bạn à, cảnh nóng của cua này à. Mày quan hệ thì mày cũng chết mà thôi. Cho vào thùng. Có con cá rô to phết này cả nhà này. Đó, các bạn có nhìn thấy không? Đó, có cá rô đấy. Thấy chưa, con cá rô nè. Mày nè. Có con cua con nữa nè. Còn nữa nè. Các bạn nhìn thấy chưa? Cá rô này.
Thôi nó chạy mất rồi. Điện ba con cua với một con cá rô, trượt mất một con cá rô rồi. Đi tiếp nhá. Hai con nhé các bạn nha, cua con này mình không tính. Đây nè, một con này, nhìn thấy chưa? Đó, còn nữa này. Đây là cái vỏ thôi, cái vỏ con cua thôi, vỏ thôi. Cua buổi tối nằm im, tưởng được hai con. Con này hơi bé, bắt cho các bạn xem chơi thôi. Hơi bé, chưa dậy thì còn đực này, thả nhá. Con nữa này, con này cũng còn đực, hơi bé, con thả luôn. Đây là thành quả sản xuất, có một con cua, nhưng con cá. Bây giờ thì mương nó cạn hết thì cũng không có. Cũng gần đủ bữa. Chào các bạn nha. Mày đến đây thôi. Đó, chủ yếu mày là đi test thử quay đêm. Quay đêm của con Pocket 3. Cho các bạn xem thôi. Có chút thành quả là mấy con cua nha. Rồi, xin chào các bạn nha.